Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Chopit Milan, một dòng xe đạp full carbon, khung full carbon và được sử dụng bộ group Shimano Tiagra, full hết một bộ group Tiagra từ các phanh ba mảnh rồi bộ chấn động đùi đĩa rồi hai tay lắc đều là full của Shimano Tiagra, một cái loại phụ tùng tương đối là ngon của dòng Shimano, rất là cao cấp. Xe thì là khung carbon thương hiệu Chopit, thương hiệu của Pháp, nó rất là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm. Khung các thứ thì còn tương đối mới do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi là xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn về tổng thể thì các bác có thể nhìn thấy trên video đây, chiếc xe này còn giữ được cái độ mới và đẹp, nó rất là cao, tương đối là mới. Chopit Milan thương hiệu Pháp, sử dụng full một bộ group Shimano Tiagra, từ bộ chuyển động đề chuyển động hai đề đến đùi đạp, đùi cái này là đùi trục rỗng, đùi trục rỗng và cặp phanh ba mảnh, phanh ba mảnh, đây là đôi tay lắc full hết của Shimano Tiagra. Tay lắc này là 10 speed tương ứng với 10 tầng lip, và đây là áp bồ là 2 tương ứng với 2 tầng đĩa. Nó sẽ có 20 tốc độ khác nhau. Ly lông của Phốt Cọc Yên, đồng bộ Ulo. Phốt tăng này là cũng là carbon luôn. Vành Sezo, vành bạc đạn. Bi vòng bạc đạn. Sezo. Thương hiệu phụ tùng cũng rất là nổi tiếng. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm, thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 đi phù hợp. Bị 10 tầng lip, bộ Tiagra 10 lip và 2 đĩa. Nó sẽ 20 tốc độ khác nhau. Chiếc xe có giá bán bên em rất là tốt, chỉ có là 15.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác vẫn đang lên. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.